Chơi lớn miếng vậy đi. Bây giờ thì hai tổ bộ hiện thì chúng ta đã ra đây, hai tổ ở Quảng Trị thì có một tổ là bún khô, bún hiểm khô, một tổ là bún hiểm nước. Thì khác về ở Huế nếu mà muốn ăn á thì chúng ta sẽ có bún hiểm khô và họ sẽ có một cái chén nước hiện riêng. Bây giờ cho đối với người ăn mặn thì có thể cho thêm tiền muối, kể em cho thêm tiền muối đi. Ở đây có một thảo nữa, thảo này là thảo ớt. Ăn ớt với tỏi thì có thể cho vào đây một chút ớt với gừng này, ớt với tỏi. Có tiêu này, trong này có tiêu. Và ở đây có thêm tương. Mình thường ăn tương ít thôi. Bây giờ trộn lên. Ở đây là có một cái dừa rau nữa. Cái dừa rau này mình có thể cho thêm rau, mình thích ăn rau sống lắm. Bây giờ thì mình thưởng thức cái tô bún khô. Bún khô này thì chắc là không có gia vị hoặc là rất là ít. Bây giờ mình muốn nhiều thì mình phải cho cái muối này nhiều tí cho có vị. Ok, cho thêm tí. Thêm tương đi. Bỏ phá hơn đồ rồi. Tại vì thường là mình ăn bún khô, vì vậy mình ăn bún ướt mình cảm nhận được. Ăn bún khô thì mình cảm nhận. Thử luôn. Bỏ nhi, phải bỏ nhiều. Bây giờ ăn xong rồi mình mới phát hiện ra là gừng với ớt. Khi mà bỏ cái gừng với cái ngay vào á thì ăn nó có vị hiện, không biết tại sao mà ăn mình có cảm giác nó hiện nó ngon hơn gừng. Rồi cái nếu mà người nào ăn cay nữa thì quá tuyệt. Vừa gừng vừa ớt này làm cho vị hiện nó đậm đặc hơn. Nói chung thì cũng có khác. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái món ăn đặc trưng hiện tại làng Mái Xã Quảng Trị. Cái này là có nước tương sẵn trong ấy. Đây đã có vị rồi. Cái đâu tăng ăn xong ta biết ngay mua nước tương luôn. Biết vị đắng không? Cái này khác ở về đồ, tại vì có nước tương. Tại vì thường ở Huế có cái món là gọi là bún nước tương, có thêm thịt heo á. Để mọi người nào ăn được mắm nêm thì họ sẽ là thịt heo mắm nêm, tai heo á. Còn người nào mà không ăn được mắm nêm thì họ sẽ ăn tai heo. Mà thường ta ăn được mắm nêm bởi vì ta làm cái nước tương. Rồi ta hay gọi là nước tương tai heo. Rồi ta ăn cái này ta cảm giác thì giống như món bún mà ta ăn hồi trước, thường ăn. Mình có bỏ lên đại ông mượn ăn. Cẩn khắc chữa. Con tạm để chơi, con nợ nó chơi ra chưa.
Trước khi mình đi thăm được bạn thì mình gọi là tại một quán ăn tại Quảng Trị để ăn buổi sáng. Buổi sáng ở đây thì mình có hai tô bún, thứ nhất là tô bún bò, thứ hai là tô bún giò. Thì bây giờ thưởng thức tô bún bò ở Quảng Trị xem thử nó như thế nào các bạn. Còn đây là cái tô bún giò. Thì bây giờ mình ăn sáng xong rồi, bây giờ thì mình bắt đầu hành trình ra chỗ Cam Lộ. Thì từ Cam Lộ đi ra mất khoảng tầm 15-20 phút. Thì mình sẽ quay lại cái đường đấy, đoạn Gio Linh với là Cam Lộ cho các bạn xem luôn. Đây là Gio Linh. Cái đường mà mình đang đi là đường Lê Duẩn. Thì ở đây chỗ Huế mình cũng vậy, cái đường mà nằm ở tuyến quốc lộ 1A thì nó thường thường là tên là đều Lê Duẩn hết. Mình thấy ấn tượng cái con đường này, thứ nhất là nó có cái tranh giữa đây chỗ mình có, vì vậy mà khi mình ra đây mình thấy đường ở đây nó khá là rộng rãi. Nhưng mà ở đây là đường quốc lộ với là có khu vực dân cư đông nữa, vì vậy thì cái đường nó rộng cũng là một phần dĩ nhiên á. Đi hết đoạn đường này thì mình sẽ vô trong đoạn đường trong kia có tên là đường 74. Đây là buổi sáng vào lúc 6:30 ngày Chủ nhật. Tên đường hơi vắng từ quốc lộ. Ở cái khu vực này là người dân ở đây họ làm đá. Những cái tảng đá to như thế này thì họ sẽ đặt ra. Cảm ơn các bạn đến với kênh Cuộc Sống Huế. Hôm nay mình sẽ dẫn bạn đi tham quan một địa điểm khá là nổi tiếng tại Quảng Trị, đó chính là Mũi Chèo. Biết rằng là cái địa điểm này nó có từ rất là lâu rồi, nhưng mà vào năm nhất, tức là 3 năm trước á, thì mũi này nó Mũi Chèo bắt đầu nổi tiếng, thì được nhiều người đi tham quan hơn. Thì trước kia mình nghe nói đứa bạn của mình nói rằng là cái chỗ này rất là đẹp, tại vì xung quanh này này nó toàn là cỏ mọc lên, nhưng mà sau khi mà được nhiều người tới thăm quan á thì nó lại bị một vấn đề là cho nó cỏ đây nó không còn nhiều nữa. Thì mình sẽ tới cái địa điểm mà thường thường mình thấy mọi người thường hay chụp để đăng lên Facebook, đăng lên mạng xã hội. Đây cái địa điểm này. Các bạn như này, ở đây là nó hơi cao. Vì mà họ thường hay chụp bước ra. Nếu mà được ai mà sợ độ cao thì chắc nó sẽ không ra đây ngồi được. Như này. Chắc nó cao tầm khoảng 3-4 mét gì đó. Đây là cái mũi mà mọi người thường hay ngồi chụp này. Đó là cái mũi mà mọi người thường hay ra đó ngồi. Mà mình có thể chụp ảnh. Người nếu mà người chụp ảnh á thì họ thường hay đứng nơi cái phần bên này đó. Họ sẽ chụp qua bên kia. Bây giờ mình leo xuống dưới này. Thật à?
Chỗ này cao ghê, mình đang leo xuống vách đá xuống dưới này. Bây giờ là cái đoạn này là cái đoạn nó khá là hẹp á. Như này nếu mà chật trong một cái là tệ. Đoạn này nguy hiểm này, chỉ cần đi qua sơ của mất là tệ luôn. Bây giờ thì mình đang có mặt ở phía dưới cái mũi treo ở đây. Đây nó có những cái tảng đá này rất hay. Thôi mà mình đi là mình thấy có một vài con cua, con cá nó bị mắc trong này. Hôm nay chúng này mình đi bên trên mặt mưa. Đi về là nước thẳng nó rất là lớn. Có hang động à? Ở đằng này có mấy cái hang động, bây giờ mình đi qua xem thử nó như thế nào. Ở đằng này ở khu vực này là đa số là đá, nhưng mà bên kia thì chúng ta có thể thấy biển và thấy bãi cát trắng rất là đẹp đó. Đường chỗ này đi hơi gập ghềnh một tí. Ở đây cái khu vực này cong với là cá, còn những cái khe mà đôi khi là con cá nó bị giạt vào trong bờ thì nó bị mắc vào trong mấy khe. Và trong mấy khe này ngoài cả ra còn những người con cong, con cua nữa. Thì những người con cua thì nó ra được, nhưng mà mấy con cá thì phải đợi chờ cho đến khi mà có một cái cơn sóng khác nó dội vào, thì lúc đó mới mới đi ra được. Ở đây chúng ta có thể thấy được bãi cát trắng. Nó đang kế phòng thì hang này đó. Cái hang đó mình thấy rất đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái hang kia xem thử nó như thế nào. Mặc dù nó nhỏ nhỏ một tí như thế này thôi. Mình nghĩ do quá trình sóng biển mà nó dạt vào á, nên sóng nó mạnh làm cho thì cá đấy nó biến dạng thu vậy lắm. Làm cho mấy cá đó nó có một cái hố sâu. Bây giờ thì mình thử vào trong kia xem thử như thế nào. Đây, cửa hàng. Đá lớn này, bước lên tảng đá này. Rồi, xuống lại tảng đá dưới này. Đây là cái hang ở phía trong. Thì hiện tại các bạn biết cái trời nó đang mưa. Mà
Nếu mà trời mưa thì mình có thể nhấp vào phía trong này cũng được. Đã mưa một cặp thì mình đợi tạnh mưa xong mình sẽ đi về sau. Hôm nay mình cũng mang áo mưa nữa. Đó, nhấp vào trong này cũng đây. Đó. Ngoài kia thì một quan cảnh rất đẹp đấy. Đó, quang cảnh nhìn phía bên ngoài này. Khi hồi thì mình đi xuống bằng cái đường nó nguy hiểm hơn tí. Bây giờ thì mình lựa chọn một cái đường an toàn hơn để mình đi lên. Tại vì khi hồi có đoạn đi xuống mình suýt nữa tạt rồi. Đi mà cũng khéo là tạt. Tại xuống dưới rất là đau, tại vì đá sổ toàn là đá cứng hết này. Trời hiện tại cũng đang mưa nữa. Quang nhìn thấy cái biển đây đẹp không? Đó. Một bãi cát trắng. Một cái bộ đi mùi hai là lên đi. Bây giờ thì mình vừa mới khám xong, phá xong cái buổi hôm nay. Thì bạn cũng phải biết đi từ cái dưới hôm nay mà đi lên nó khá là xa, rất nó thẳng đứng như thế này nhưng rất là mệt. Nhưng mà đổi lại một cái là không cần ở đây rất là đẹp. Nào là biển này, rồi có đăng kia mùi này cho bạn này. Thì nói chung là ngày hôm nay là một trong những ngày mà tuyệt vời, gặp trời mưa nữa, người ướt hết luôn. Nhưng mà rất là vui, vừa mệt vừa vui. Thì mình chắc là sẽ có một video tiếp theo. Đây là sự tạo của mọi người. Đừng, cây mưa đưa người rất thân. Đường lên một lớp mà mong mong là khỏi đi rồi.